Đố các bạn tìm ra một vật thể đang chuyển động trong khung hình này. Nó đang chuyển động. Gợi ý một, nó một loài động vật. Gợi ý hai, nó đang ở trung tâm khung hình. Gợi ý thứ ba, nó đang di chuyển. Các bạn thấy nó không? Mình sẽ zoom lên cho các bạn thấy. Một chú trâu đang thủng thẳng gặm cỏ. Đó. Tai và đuôi của nó vẫy liên tục. Nó đang đuổi ruồi đấy.